Cháp 198 và 199, chuyển sinh thành cây liễu đột biến. Không gian ở đây lạ quá, có vẻ vẫn giống như được phân biệt rạch ròi giữa đất và trời, nhưng trên vùng đất bằng phẳng lạ thường chẳng có lấy bóng cây ngọn cỏ. Thế mà sắc xanh lục cứ bao phủ khắp mọi nơi, len lỏi lên cả đường chân trời trải rộng trước mắt, chỉ có thể là không gian sinh cơ của Ngu Tử Du mà thôi. Ngài Nhĩ Sa bị hắn quấn chặt bằng rễ cây kéo vào trong, vừa tỉnh lại đã biết ngay bản thân bị giam giữ, miệng rít lên hai chữ: đáng ghét, mà nhìn qua ngó lại chẳng thấy có một dấu hiệu sự sống nào. Cuối cùng cũng lộ đầy vẻ hoang mang tự hỏi, đây là đâu? Trong lúc Ngải Nhĩ Sa vẫy vùng, Ngu Tử Du đã tranh thủ xem thử thông tin. Ở đây ghi tên đầy đủ của cô ta là nàng tiên cá Ngải Nhĩ Sa, siêu phàm danh ba đỉnh cao. Tài năng bẩm sinh đúng chất người cá, có thể dùng bài hát của nhân ngư mà cất cao giọng hát, chạm đến sâu thẳm tâm hồn của người nghe. Khả năng đặc biệt gồm có nước mắt nàng tiên cá xua tan những lời nguyền, độc tố và chữa lành những vết thương. Khả năng thứ hai là bảo vệ biển, có khả năng cộng hưởng với biển, tăng cường sức mạnh, tốc độ và khả năng phục hồi. Tiếp đó là giai điệu của cái chết, giai điệu của giọng hát người cá có thể bóp nghẹt mọi linh hồn và sinh vật, nhịp điệu của biển có thể gây ra sóng xung kích hoặc sóng thần. Lúc nãy Ngu Tử Du đã được tự mình chứng kiến một phần rồi đấy. Cuối cùng là dòng chảy vô tận như cơn lốc xoáy nước, có thể nuốt chừng tất cả. Ngu Tử Du đọc một lúc không biết phải nên làm gì với Ngải Nhĩ Sa này đây, trong thái độ là biết không khuất phục dễ dàng rồi. Trước mắt thôi cứ nhốt cô ta lại nơi này rồi tính tiếp. Thuộc hạ của Ngải Nhĩ Sa cũng đã xử lý gần xong rồi, tất nhiên kết quả chiến thắng thuộc về Ngu Tử Du. Phe của hắn đã ngậm ngang một con cá trắng bệch rách một mảng lớn, không quy thuận chỉ có nước chết mà thôi. Xưa nay cây liễu làm việc dứt khoát, ai muốn thử độ chịu chơi của hắn thì lấy mạng ra cược. Xong việc, thuộc hạ của Thất Hải Vương quay về chầu trực hiệu lệnh từ vị vua mới. Ngu Tử Du cần thêm nhiều binh lực nữa, nhỏ giọng ra lệnh: các người hãy đi gọi thêm nhiều đồng bọn đến nữa đi, chuẩn bị cho trận chiến mới. Đôi mắt thâm sâu của Ngu Tử Du ánh lên cái nhìn tham vọng. Lần này hắn xuống tận đây chắc chắn không để chỉ gom lực lượng của một hải thú vương. Cả 6 vị vua còn lại cứ chờ đó mà xem, hắn nhất định sẽ gom toàn bộ thế lực đại dương về tay mình. Đám hải thú lặng lẽ nhận lệnh, quẫy đuôi tiến về nơi thăm thẳm của biển sâu, nơi mà chúng nó ngủ say trước khi được Ngu Tử Du gọi đến để tập hợp thêm đồng bọn. Nơi đó tăm tối ánh sáng không chiếu tới, chẳng mấy chốc bọn hải thú đã mất dạng, còn lại một mình cây liễu cắm rễ trên dãy băng nhọn của mình tạo ra ban nãy. Hắn đưa mắt nhìn về cái khối đen xì xì bất động dưới chân đầy suy tư. Mọi chuyện diễn ra có vẻ suôn sẻ hơn mình nghĩ, may mà chỉ có mỗi nhân ngư vương xuất hiện cản trở. Tạm thời để thi thể của hải thú vương lại đây, hắn cần quay trở lại mê vụ giải quyết vài việc khác nữa. Ngước mắt nhìn lên cao giữa đại dương sâu thẳm này, đột nhiên Ngu Tử Du nhớ đến vùng đại dương ở bên kia bắc cảnh. Hy vọng cá voi ở nơi đó mọi việc đều tốt đẹp. Tối cùng ngày, Ngu Tử Du đã trở về mê vụ đại sơn sáng rõ dưới ánh trăng tròn vành vạch. Đêm nay có vẻ là một đêm mờ sương và nhiệt độ thấp hơn bình thường. Bước chân đặt lên thảm cỏ của mê vụ cũng được giấu trong lớp quần áo giữ ấm. Nói đúng hơn là Tiểu Thanh toàn thân được quấn trong lớp áo choàng của quân đội, chỉ lộ mỗi gương mặt thẳng bước vào khu vực trung tâm. Vừa rồi nói đã đến lúc về gặp thần thụ mà không ngờ nhanh như vậy đã gặp được rồi. Ngu Tử Du không nhận được thông tin đứa con gái rơi chuẩn bị về, thấy bóng dáng nhỏ bé tiến đến trước mặt mình nhẹ nhàng thưa: lâu rồi không gặp chủ nhân. Hắn vừa hiền hòa a một tiếng, đột nhiên lại nổi sung mà to tiếng hẳn lên: ơ sao ngươi lại trở về đây rồi, nhân loại sẽ nghi ngờ nếu đột nhiên ngươi biến mất đấy. Tính gây bất ngờ cho ông già chút nên không báo, ai ngờ trông cây liễu lại hát hoảng đến vậy chứ. Tiểu Thanh cười tươi rói bảo: hiện tại ở Viêm Thành đều là người của ta cả, cho dù ta không ở đó cả năm cũng chẳng có ai nghi ngờ đâu. Trước khi Ngu Tử Du lại liệt kê ra đủ các loại lý do để đuổi mình đi, cô đã nhanh nhảo chìa ra một chiếc hộp kim loại để di rời sự chú ý của hắn. Đây là thứ mà ta đã dùng trái tim của Bạch Long đổi lấy, nó chính là món quà dành cho chủ nhân. Nghe quà cái là ông sếp lớn đổi thái độ liền, đâu có to tiếng quát nữa mà đưa hai cái dây leo của mình nhận lấy ngay. Ánh mắt còn trở nên hiền hòa bảo: để ta xem nào. Có điều món quà trong tay Tiểu Thanh nhìn thì lớn quá, đến chỗ hắn lại còn bé tí, không khác nào món đồ chơi, giống cái lược cày đầu búp bê. Có điều thừa viết Tiểu Thanh không hay tặng mấy món vô nghĩa đâu. Hắn háo hức mở cái hộp ra, bất ngờ bị ánh sáng bên trong đó hắt ra chói đến mức hú lên ố là la, thiệt là nhức cái nách. Ổng còn là ố dề đến mức lấy dây leo che lên mặt để bớt chói, trong khi bản thân luôn là thành phần bắn ra một đống linh lực nóng cỡ mặt trời. Trong cái hộp được lót vải gọn gàng là một viên đá tinh xảo ở chính giữa đang phát ra ánh sáng xanh. Phần đáy của nó được một thứ gì đó giống như cành cây bao bọc lấy, xung quanh do khúc xạ mà tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Tiểu Thanh giải thích đây là hạt giống cây nguyệt quế. 2 năm trước liên bang vô tình phát hiện ra một cây nguyệt quế đã có trí tuệ trong vùng cấm. Bởi họ sợ một thế lực mới trỗi dậy giống như chủ nhân nên liên bang đã dùng rất nhiều quân lực để tiêu diệt nó. Bởi nó chỉ là một cái cây nguyệt quế mới nhú nên không có khả năng chống cự. Tất nhiên phe con người đã giành chiến thắng. Trong lúc nghiên cứu cây nguyệt quế bị đốn hạ, hạt giống này đã được tìm thấy mà Tiểu Thanh thì nhanh không ai bằng, lút về cho chủ nhân nhà mình xem. Ngu Tử Du hứng thú xem xét nó lắm, còn đào đâu ra một cái kính lúp để soi cho kỹ từng chi tiết một. Chắc hẳn đây là trái tim của nó, hạt giống này đối với ta mà nói giống hệt như kho báu vậy. Nếu cứ thế này mà hấp thụ luôn nó thì có hơi đáng tiếc. Dạo này cứ có gì khó quá mà nghĩ chưa ra, Ngu Tử Du đều dúi cả vào không gian của Thiên Nhãn, cất nó ở đó để về sau lên kế hoạch. Hạt giống cây nguyệt quế đương nhiên phải cho vào không gian sinh cơ rồi.
Tiểu Thanh chưa được nghe thông tin về kỹ năng mới của Ngu Tử Du ngạc nhiên đến lắp bắp, chủ nhân đó chẳng phải là thiên nhãn sao? Ngài đã khai mở thiên nhãn rồi à? Sao nào ngầu lắm chứ gì? Hắn lấy nhánh cây xoa xoa cái cằm ra vẻ, ngươi không biết ta mạnh đến cỡ nào đâu. Tiểu Thanh cười khí ngay lập tức, đúng là ngầu lắm, kỹ năng bá cháy bọ chét như thế mà chủ nhân cũng lút được. Đúng là chủ tớ có khác, cái gì ngon đều lút chứ cả. Đang cười he he khoái chí, đột nhiên có thứ gì đó dội lên đầu khiến Ngu Tử Du choáng váng. Hắn quay vội sang một bên nôn ẻ ra mật xanh, mật vàng, mật đỏ, mật tím cũng có, trông chẳng khác nào một cái cầu vồng. Đã thế còn khổ sở đến dịn cả mồ hôi khiến Tiểu Thanh phải né vội qua một bên kẻo chúng. Ngỡ ngàng gọi chủ nhân, à ngài làm sao thế, ngài là một cái cây mà cũng nôn mửa được sao? Chết thật ốm nghén hồi nào mà không biết nhỉ. Mặc dù hắn là cây liễu có bầu nhưng cái bầu đó là hắn cơ mà. Ngu Tử Du chưa bao giờ gặp tình trạng thế này, hắn đầm đìa mồ hôi thấy cơ thể mình lạ lắm, hình như bên trong có thứ gì đó dư thừa. Nó phát ra từ không gian sống thì phải, có vẻ như là cái bà tiên cá vừa làm gì đó phải không ta? Phải kiểm tra. Ngay lập tức Ngu Tử Du mở lại không gian sinh cơ lúc nãy đã thả hạt giống nguyệt quế vào, đưa mắt nhìn về hướng đó chờ đợi. Tiểu Thanh cũng làm theo y chang, đang hồi hộp gần chết, tự dưng Ngu Tử Du cấu bản chỉ vào không gian đó bỏ đi thôi. Tiểu Thanh à, ta đưa ngươi đi gặp nàng tiên cá. Là sao? Ngu Tử Du nghe vậy mới nhớ ra mình chưa giới thiệu mô tê gì cả, hắn ngắn gọn bảo à, ta đã bắt cóc cô ta. Thế là Tiểu Thanh đã chẳng hiểu gì, còn trở nên lú lú cái đầu hơn, ngơ ngẩn nhắc lại bắt cóc nàng tiên cá, ngài có thể nào làm ra vẻ giống một ông chủ hơn được không? Ai lại đi bắt cóc vua nhân ngư chứ? Lần này khi không gian sinh cơ được mở ra, nó đã có vô số những hạt tròn trắng đều trải rộng tít tắp, khiến cho không gian ở đây có cảm giác sáng hơn vài phần. Ngu Tử Du đưa Tiểu Thanh vào đó khiến cô ngạc nhiên không tin được, cái này đều là ngọc trai mà, không những là ngọc trai chất lượng cao mà nó còn siêu siêu lớn. Ngọc trai quái gì mà to bằng cả một trái bóng thế này, thế thì kẻ sản xuất ra nó phải lớn lắm sao? Ngu Tử Du hướng mắt vào thân hình đang bị trói chặt kia, giới thiệu đây chính là Nhân Ngư Vương. Đối với Tiểu Linh là một nhân loại, cô ta có kích thước lớn khủng khiếp, vậy nên mới có kích cỡ tương xứng với nhân thụ của cây liễu, mà hạt ngọc trai cũng to như vậy là có lý do. Nghe tiếng nói chuyện cạnh bên, Ngải Nhĩ Sa bừng tỉnh, vừa nhìn thấy kẻ mới đến, cô ta đã gào lên ầm ĩ. Dị thụ khốn kiếp, mau thả ta ra, khốn kiếp, gào thẳng vào mặt Ngu Tử Du khiến hắn giật cả mình lùi lại một chút. Mà Tiểu Thanh cũng nhận ra tính tình cô này nóng như kem, con nhỏ ngước mắt lên lãnh đạm đe dọa, mắng thêm một câu nữa là ta ăn tươi nuốt sống ngươi luôn đấy, đồ con ta mít ướt. Đến Ngu Tử Du cũng không tin được Tiểu Thanh đáng yêu của mình lại có thể mắng người ta như vậy. Hắn chưa kịp lên tiếng, Ngải Nhĩ Sa đã hét toáng lên. Gì, ta mít ướt hồi nào? Mặt đỏ bừng cô ta nín ngay khi Tiểu Thanh hỏi. Vậy những viên ngọc trai này sao yểu xìu luôn, ai chẳng biết khi nàng tiên cá khóc nước mắt sẽ hóa thành ngọc trai cơ chứ. Thế mà Ngải Nhĩ Sa nhất quyết không thừa nhận, mặt đỏ bừng lý nhí bảo, ừ thì là nước tè. Ngu Tử Du được dịp cười thẳng mặt cô, người cá bị dọa đến mức tè ra quần kiểu này còn mất mặt hơn đó. Thôi bớt hàn huyên hắn vào việc chính mà nghiêm túc hẳn, có một điều ta muốn xác nhận với ngươi, có phải hắc ám sẽ giáng lâm xuống thế giới này vào đợt thủy triều linh lực lần thứ 3 hay không? Ngải Nhĩ Sa cũng theo đó nghiêm túc đáp, đúng. Lúc đó thần hội và hải tộc sẽ cùng nhau bao phủ toàn bộ đại lục, mọi thứ sẽ bị phá hủy, sau đó sáng tạo một thế giới toàn là hải tộc. Ngu Tử Du và Tiểu Thanh đều im lặng nghe cô ta nói, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ khác nhau, có điều những lời này Tiểu Thanh đã từng nghe qua rồi. Dù có hơi khác chữ nhưng quả nhiên rất giống những gì Tiểu Bạch Tượng nói trước đó, ngay từ lần đầu tiên cùng Tiểu Thanh hợp lực chống lại thế lực khác, nó đã nói ra chuyện đó cứ như tiên tri trước vậy. Ngu Tử Du đột một nhìn lên cô ta, bảo rằng ta nói cho ngươi biết tên thật của ta cũng là Hắc Ám. Vậy mà Ngải Nhĩ Sa không lấy làm ngạc nhiên chút nào, cũng bảo đúng vậy, không sai, thần linh của bọn ta là đấng toàn tri và toàn năng. Sau khi thủy triều linh lực bùng nổ, tất cả mọi thứ sẽ đều rơi xuống biển hết. Đó sẽ là dấu chấm hết cho đại lục, bất kỳ loài nào rơi xuống còn sống và tiến hóa được sẽ trở thành một phần của biển cả, còn không thì chỉ có thể chấp nhận bản thân chết thôi. Một thế giới được hải tộc bao trùm chắc chắn chỉ có bất lợi cho Ngu Tử Du. Hắn là một cây liễu chứ đâu phải rong đuôi chó có thể sống bao lâu dưới nước cơ chứ. Nghĩ vậy Ngu Tử Du nhìn Ngải Nhĩ Sa, hắn hỏi, chuyện quan trọng thế này đem nói cho ta cũng không sao chứ. Lúc này nụ cười ma mãnh trên mặt cô ta mới lộ rõ, ngay cả khi ngươi biết tất cả cũng sẽ không thay đổi được gì đâu. Nếu đã nói như chắc chắn vậy thì không còn gì bàn cãi nữa. Ngu Tử Du im lìm suy nghĩ một lúc lâu cũng chẳng còn câu hỏi nào cho người cá nữa, bèn bảo đi thôi Tiểu Thanh. Cô gái cũng chỉ vâng nhẹ một tiếng, mọi chuyện cứ phải chờ đến diễn biến tiếp theo thôi chứ ở đây coi bói được tích sự gì. Ngải Nhĩ Sa thấy người ta sắp bỏ lại mình bèn hét với theo. Này ngươi định nhốt ta như vậy đến khi nào, đã không cho về với biển khơi rồi còn dùng rễ cây quấn chặt lấy, thân làm người cá khổ lắm sắp khô hết cả da rồi. Nhìn theo Tiểu Thanh đang rời đi, Ngu Tử Du chẳng hơi đâu mà chọc ghẹo cô ta nữa, nói thẳng luôn, khi nào ta bị hắc ám giết chết. Vãi đạn, mặt Ngải Nhĩ Sa tái đi thấy rõ, đây là không gian sinh cơ của hắn ta, bị giết rồi thì ai thả cô ra chứ, có mà hóa kiếp theo à. Ngu Tử Du như hiểu ý cô ta đột ngột quay phát lại trừng mắt nhả ra mấy chữ cứng rắn, hoặc là ta sẽ giết hắc ám. Không gian bên trong sinh cơ và bên ngoài có vẻ có thời gian trùng khớp. Khi Ngu Tử Du đưa Tiểu Thanh trở ra, mọi thứ vẫn chìm trong bóng đêm không có gì khác biệt. Khí lạnh của thung lũng khi đứng dưới tán cây liễu còn lạnh lẽo hơn trước đó,
nhưng Tiểu Thanh vẫn đứng báo cáo tình hình hiện tại cho ông sếp nghe. Ừm, vậy là 2 tháng nữa nhân loại sẽ triệu tập một hội nghị thế giới sao? Tiểu Thanh đáp vâng. Mặt mày trầm trọng bởi chỉ còn 10 mấy ngày nữa thôi là đến thủy triều linh lực, lúc đó chẳng biết thế giới này sẽ trở thành hình dạng thế nào nữa. Với Ngô Tử Du hắn là quan hơn hẳn, tất cả mọi thứ có thể chuẩn bị được đều đã sẵn sàng cả rồi. Nên thật lòng hắn hy vọng đến lúc đó thủy triều linh lực có thể đẩy tất cả chúng ta lên danh 4. Nhìn không gian xung quanh Ngô Tử Du trầm tư, gần đây linh lực từ mặt trăng tỏa ra ngày càng đậm đặc. Mà tự dưng nói đến đó, hắn đưa mắt nhìn mặt trăng lúc nào cũng tròn đầy trên bầu trời mê vụ đại sơn, đột nhiên nảy ra một ý tưởng táo bạo. Đó chính là có thể trồng hạt nguyệt quế trên mặt trăng, dựa vào sức mạnh của mặt trăng để hạt giống phát triển, mà không cần bản thân hắn phải rót linh lực hay chăm bón quá nhiều. Nhìn ánh trăng sáng rực trên cao, Ngô Tử Du cho rằng dựa vào năng lực hiện tại của mình, dồn toàn bộ linh lực vào thụ căn trên không gian cũng chẳng có gì khó khăn lắm. Lần trước ngủ say 3 năm, bản thân hắn cũng đã phát triển ra những thứ có thể vươn lên tầm cao mới rồi. Nói là làm, Ngô Tử Du dãy ra cái rễ cây có màu sắc khác biệt với những cái còn lại. Đây là lý do khiến hắn rơi vào trạng thái mơ hồ suốt 3 năm trước, chính là vì lời cảnh báo của hệ thống mà cố gắng làm cho rễ của mình có thể chạm vào hư không. Không sợ Tiểu Thanh nghĩ mình viễn vông, Ngô Tử Du đơn giản nói với cô con gái rơi, ta sẽ lên mặt trăng. Cô không đáp, chỉ im lặng nhìn Ngô Tử Du đang hướng mắt về phía xa xa kia, có thể lên tới mặt trăng được hay không thật lòng hắn chẳng rõ. Cái rễ cây mang hình rắn lưỡi liềm này là niềm hy vọng duy nhất, và nó là cái rễ duy nhất có được khả năng đó mà thôi. Thử mới biết được, Ngô Tử Du đưa thần thức của mình vào bé na màu tím, nó xì một tiếng như rắn thật đang khẻ lưỡi, rồi bất thình lình phóng vọt người lên cao, hướng bầu trời cao rộng mà đâm đầu vào. Cái rễ dần dần to ra đến mức bằng kích cỡ của cả mấy cây liễu cộng lại, nó vọt đi càng lúc càng xa, đến mức tán cây cùng với khu rừng mê vụ nhanh chóng chỉ còn lại là một đốm xanh nho nhỏ. Thời gian trên không trung cứ như ngưng đọng lại vậy, mỗi một giây con rắn tím của Ngô Tử Du đã phóng đi được cả hàng chục km, có điều từ mặt đất nhìn lên thấy còn xa lắm, mới đi được có 1/10 quãng đường mà thôi. Không rõ ông sếp nắm được bao nhiêu phần hoàn thành, nhưng Tiểu Thanh tin hắn có thể làm được. Cô ngẩn khuôn mặt nhìn theo đầy trông đợi, 3 năm ngủ say chắc chắn chủ nhân đã tích đủ năng lượng để chạm đến hư không như mình muốn. Cái rễ của Ngô Tử Du phóng ngang dãy núi băng nhanh như một ngôi sao băng vụt qua, hòa vài đốm linh lực vào bầu trời lấp lánh bên trên vậy. Hắn rất nhanh đã ra khỏi khu vực núi non, vắt ngang qua bầu trời nơi lục địa con người sinh sống. Những ai trông thấy cảnh tượng đó đều rú lên, cái quái gì thế? Ban đầu nhìn nó cứ như một ngôi sao băng, nhưng đường bay của ngôi sao này không hề biến mất, nó cứ thế xuất hiện trên bầu trời. Cái đầu rắn của Ngô Tử Du dần dần thấy xung quanh bản thân mình chỉ còn những vì tinh tú, cảnh vật bên dưới hòa lẫn cùng mây chẳng còn phân biệt được. Mấy phút sau nhìn lại trái đất chỉ còn lại những đốm sáng của đèn điện rải rác. Bản thân hắn đã ra khỏi bầu khí quyển, bắt đầu thấy bản thân ở khu vực không trọng lực của vũ trụ rồi. Thật là lạ, lần đầu tiên cái cảm giác dùng chính đôi mắt của mình nhìn lại nơi mình dựa vào sinh tồn mang đến cảm giác khác biệt thật đấy. Không giống như con người, hoàn toàn là một cái cây, mà nếu được tái sinh là con người vào thế giới này. Chẳng thể nào Ngô Tử Du có khả năng chạm được tới tầng mây chứ đừng nói ra đến bên ngoài vũ trụ. Lại nói đến chuyện lên cung trăng chơi với chị Hằng nữa chứ. Sắp phóng tới nơi rồi mà trong đầu Ngô Tử Du vẫn đang suy nghĩ, đây là chuyện mà cả cuộc đời trước chưa bao giờ dám nghĩ tới, thế mà kiếp này đã làm được rồi. Đặt dầm bàn chân gân guốc của rễ cây xuống, Ngô Tử Du bắt đầu bước đi đầu tiên của mình trên bề mặt mặt trăng. Ở đây hắn không cần đến đồ phi hành gia hay gì cả, rễ cây cắm xuống bề mặt đã tạo cho hắn sức mạnh đi lại dễ dàng. Từ góc nhìn này trông không khác gì một dị thụ cô đơn trên bãi đất khô cằn nhìn về nhà của mình, khó tránh cảm giác mất mát. Dù đến nơi rồi, Ngô Tử Du cũng cảm thấy bản thân đang mệt mỏi, quãng đường rất dài tốn công sức để đi được rất xa chỉ để gieo duy nhất một hạt giống cây nguyệt quế xuống. Ngô Tử Du lôi nó ra ngắm nghía thầm dặn dò. Sau này nơi đây chính là nhà, nơi sinh tồn của ngươi, cứ mộc rễ rồi nảy mầm ở đây đi. Gieo hạt giống xong, Ngô Tử Du cứ đứng tần ngần nhìn mãi một lúc. Mặt trăng trống cua trống quắt ngoài hắn ra chẳng còn ai cả, cảm giác trơ trọi càng lúc càng lớn. Trong lúc hắn đi lại trên cung trăng, cảnh tượng hiếm có đã xuất hiện đầy trong điện thoại, máy quay phim của nhân loại. Bọn họ tự hỏi sinh vật đó là gì mà có thể bay thẳng lên mặt trăng, còn không phải lên đó mà vắt vẻo phần thân ở trái đất cơ. Đài báo đưa tin rầm rộ về sự kiện này, toàn bộ phim truyền hình cô dâu 18 tuổi bị cắt ngang để tin nóng xuất hiện. Hiện tại tin tức buổi tối đang chiếu cho quý vị xem, trên bầu trời vừa mới xuất hiện một sinh vật không xác định. Theo tin đồn trên phố đó là một con trăn khổng lồ, mà một khi thời sự lại đưa tin đồn lên, có nghĩa là bên chính phủ thật sự cũng chẳng biết thứ đó là con quái gì. Lẫn trong đám đông xôn xao trên phố có mấy ông bợm nhậu đông lào đang trên đường đến quán. Làm gì có chăn nào dài thế, nhà báo chơi đá nhưng mà thôi, chắc thịt ngon lắm, đưa cho mấy ổng một khúc cùng một két bia, có khi nướng tái quay trên gì cũng hết nữa là. Một nơi khác trên trái đất dưới bầu trời lấp lánh dải ngân hà là một dãy những hẻm núi trơ trọi không bóng cây ngọn cỏ. Nơi đây vậy mà là một địa điểm quan sát chuyển động trên bầu trời rất tốt, vì không bị ánh sáng nhân tạo làm nhiễu động. Đang yên tĩnh, đột nhiên khối đá vang lên tiếng ầm ầm, từ đó xuất hiện một tảng đá lớn có hình thù như một gã đàn ông cơ bắp đang trỗi dậy. Nhìn về hướng mặt trăng, anh ta ồm ồm cất giọng bình luận. Đó nhất định là Thái Thản nhất tộc, hay còn gọi là tộc Titan. Bằng giọng chắc nịch, anh ta kết luận đó nhất định là nhà tiên tri của Thái Thản cuối cùng cũng đã xuất hiện rồi.
không rõ thị lực của anh người đá này có tốt không nữa, từ khoảng cách xa như thế mà anh ta đã chốt ngay đó là người quen. Trong khi cả trái đất xôn xao về chuyện có kẻ lạ mặt đáp mặt trăng, Ngu Tử Du một mình từ tốn chôn hạt giống của cây nguyệt quế xuống, hài lòng lầm nhầm được rồi. Cứ như thế này trước đã, trên mặt trăng tràn ngập linh lực của nguyên tố băng, chỉ đáng tiếc linh lực của mình không đủ. Từ lúc bước lên đây cử chỉ đều hết sức khẽ khàng gắng gượng, muốn khám phá nơi này thêm một chút mà không được. Xong việc rồi chẳng thể nấn ná lại lâu hơn. Ngu Tử Du dứt khoát bốn người quay trở lại hành tinh xanh, đường về còn nhanh hơn cả lúc đến nữa. Khi Ngu Tử Du vượt đường xa đến được mặt trăng, cả thế giới đều chấn động. Mà tin tức từ xa truyền về rằng, Nhân Ngư Vương mất tích mang đến bao nguy cơ không nhỏ cho đáy biển. Nhiều sự kiện như vậy đẩy thời gian chờ hội nghị nhân loại từ 2 tháng xuống chỉ còn 3 ngày, bọn họ đã được triệu tập đầy đủ để họp bàn các kế sách ứng phó. Chủ yếu là bởi câu chuyện một con rắn nửa ảo nửa thật chẳng biết từ đâu chui ra mà đã có linh lực của danh bốn, khiến cho tất cả nhân loại và dị thú đều cảm thấy sự nguy hiểm đang rình rập trực chờ rơi tái mình. Tiểu Thanh thì khỏi nói, vừa thấy Ngu Tử Du trở về liền réo lên vui mừng. Chủ nhân à, ngài thật lợi hại, ngài có thể bay lên mặt trăng một mình cơ. Ừ thì trông cũng oách đấy, nhưng mệt muốn chết, cái mặt hắn thở phì phò, đổ đầm đìa mồ hôi trông vất vả như vừa sinh em bé. Người ta muốn lên mặt trăng phải chuẩn bị tên lửa các thứ, hắn véo một phát lên tận trên đó, hết sạch điểm linh lực rồi còn đâu. Được cái nhìn về mặt trăng bây giờ, Ngu Tử Du vui lắm, trên đó có cây đa hắn trồng rồi đấy. Miệng lầm nhầm ta bây giờ cũng có thể cảm nhận được linh lực do nguyệt quế tản ra. Tiểu Thanh nhìn theo mà bồi hồi, chủ nhân từ đây cũng có thể cảm nhận được khí tức trên mặt trăng sao, quả nhiên là kẻ từng đặt chân lên mặt trăng khác biệt thật sự. Đang chiêu trong làn gió đêm, đột nhiên một tiếng quắc ồn đã xuất hiện phá tan mọi thứ. Đêm nay sao nhiều kẻ không báo mà đến thế nhỉ? Ngu Tử Du ngước lên nhìn A Ngũ. Chưa đến lượt hắn hỏi Tiểu Thanh đã sốt sắng, chẳng phải nó đang phụ trách tuần tra trên biển cùng với A Lục hay sao, sao tự dưng lại quay về? Thì bởi có biến chứ sao? Du chuẩn xà gần cây liễu hét vào mặt chủ nhân, không tốt rồi, không tốt rồi chủ nhân. Nó y hệt chuông báo thức ác mộng vậy, về mà ngoác mồm ra gào thế này là biết có chuyện chẳng vui vẻ gì sất. Mà Ngu Tử Du nghe xong cũng trợn tròn cả mắt, tin tức này có phải là đến quá sớm so với mong đợi rồi không? Biển xanh trưa ngày hôm nay đã dậy sóng khủng khiếp, sóng đánh như có thứ gì đó từ bên dưới đang trực chờ trào lên. Đúng như Du chuẩn đã báo, một thân hình khổng lồ với bộ giáp dày đen bất thình lình lao mình ra khỏi mặt nước. Nó lớn đến mức che một phần ánh sáng trên không trung, chỉ thấy được một cái đầu đầy những râu dài cùng con mắt ngút ngàn uy lực, thân dưới uốn lượn cùng cặp chân này, có phải là một con rồng hay không? Đêm qua Du chuẩn đã quát quát vào mặt ông sếp Thâm Hải Thất Vương sắp lên danh bốn rồi, chiến hạng của nhân loại đã đến. Nghe giống như hai bên áp phe nhưng thật ra không phải, khi Du chuẩn sải rộng đôi cánh trên nền trời, nó đã chú ý thấy biển xanh dậy sóng. Đi ngược lại với hướng sóng tiến vào bờ là rất nhiều tàu chiến của nhân loại đang thẳng một đường ra khơi, báo hiệu cuộc chiến của nhân loại và Thâm Hải Vương sắp bắt đầu. Mà kẻ đứng hiên ngang với bộ dạng xác ướp Ai Cập này chính là kẻ chỉ huy trận chiến. Có vẻ anh ta đã được phân công sau cuộc họp bất thường của loài người. Xin giới thiệu lại với các bạn siêu phàm danh ba Vưu Nhĩ là một cao thủ khống chế từ trường sắp xuất trận để so kèo cùng với Thâm Hải Vương. Vùng biển của Liên bang Tự do hôm nay dậy sóng dữ lắm đây, hàng dài những chiếc tàu chiến nối đuôi nhau xuất hiện trên mặt biển. Đủ các loại từ tàu thăm dò cho đến tàu sân bay loại mới nhất, tân tiến nhất cũng đem ra dùng cả, tất cả là để bọn họ đối phó với con thú duy nhất mà thôi. Bên Liên bang Hoa Hạ cũng không khác gì, từ khi cuộc họp nhân loại được tiến hành khẩn cấp xong, bên họ liền chuẩn bị lực lượng hải chiến ra khơi ở một hướng khác ngay táp lự. Vưu Nhĩ Vương khuôn mặt chỉ có đôi mắt là không quấn bằng nhìn xa xăm ra bên ngoài khung cảnh đại dương. Đáng lẽ càng ra khơi xa càng cảm nhận sự tinh khiết, nhưng giờ đây anh ta chặt lưỡi không vui, bởi ngay cả biển lúc này cũng bốc mùi hôi thối. Chẳng phải nói ẩn dụ hay gì cả, sự thật là rất nhiều xác động vật biển chết đang nổi lình bình trên mặt nước. Chúng chết có lẽ đã vài ngày, có con mới chết gần đây, trên thân hình đang dần tím tái đi đầy những vết sức của cuộc chiến nào đó đã lấy đi mạng sống. Đường suy ngẫm, vùng biển phía trước phát ra một cột ánh sáng khổng lồ, từ chỗ Liên bang Tự do nhìn đến thấy rất rõ nó là linh lực đang xuyên qua tầng mây, báo hiệu một kẻ nào đó sắp đột phá. Vưu Nhĩ không còn thời gian ngắm biển nữa, anh ta nghiêm túc đưa mắt nhìn xa xăm, đoán định có vẻ là phía trước rồi, bèn cho toàn bộ tàu chiến dừng lại. Nói với thuộc hạ đằng sau lưng đã đứng im lặng đợi lệnh một lúc lâu. Vưu Nhĩ muốn tất cả mọi người dừng hành động lại đã, ta đi phía trước quan sát một chút. Nói xong anh ta phóng véo người đi giữa không trung, không khác nào siêu nhân quấn chip trong truyền thuyết cả. Lý do Vưu Nhĩ phải một mình tiến lên trước xem xét tình hình thay vì bảo tất cả tiếp tục di chuyển sát mục tiêu, chính là những con hải thú bất thình lình đứng phát dậy chắn giữa anh ta và cột sáng linh lực kia. Vưu Nhĩ đã bị bao vây bởi đủ loại hải thú to lớn, bốn phía của anh ta đều là hải thú đang nhìn mình chòng chọc. Đến ánh sáng cũng vì chúng nó mà giảm hẳn đi mấy phần, nhìn phát biết ngay hải thú sẽ tấn công bất kỳ kẻ nào có địch ý muốn đến chỗ Thâm Hải Vương. Mấy cái mỏ đầy răng nanh lởm chởm há lớn về phía Vưu Nhĩ, anh ta đoán định bọn chúng muốn cản. Nếu không dấn thân vào nữa, hải thú nhất định sẽ không đuổi theo, cũng không cố giết cho bằng được. Nhưng hôm nay Vưu Nhĩ nhất định phải vào nhìn Thâm Hải Vương cho bằng được và giết nó đấy thì sao nào. Mắt anh ta lóe lên tia thâm độc, nhẹ nhàng dùng hai ngón tay áp vào thái dương nơi chứa nút bấm của bộ đàm, nói đơn giản khởi động tên lửa linh lực đi. Một mình Vưu Nhĩ vẫn có thể thoát ra khỏi đám dị thú này, nhưng chiến đấu cực lực mất sức, mình có công nghệ sao lại không sử dụng nó chứ.
Phòng tác chiến vì một câu lệnh của Vưu Nhĩ mà sốt sáng cả lên, trên màn hình hiện ảnh khởi chạy tên lửa linh lực, bàn phím theo đó mà sáng lên màu đỏ. Tất cả mọi người đều tập trung cao độ vì không giống như trước đây, mỗi lần chỉ phóng được một quả tên lửa duy nhất. Liên bang tự do giờ có thể cho phóng cả chục trái tên lửa một lần. Đám hải thú chìm trong cơn mưa bom đau đớn quằn quại trên mặt biển khiến nơi này thành một mớ hỗn độn khó tả. Chuyện lớn như vậy rất nhanh đã tới tai Liên bang Hoa Hạ. Chị gái tóc mái chia đôi này cầm tờ báo cáo lên, vẻ mặt nghiêm trọng báo với sếp, Liên bang tự do đã khởi động tên lửa rồi. Dù hải phận nơi Thâm Hải Vương ở không thuộc Liên bang Hoa Hạ, nhưng sau cuộc họp nhân loại vừa rồi ý chí của tất cả đều đã hòa chung thành một như nhau. Quyết định bên phía chúng ta cũng kích hoạt tia laser vào việc đi, thế giới này không thể có thêm sinh vật siêu phàm danh bốn nào nữa. Vậy là cái bóng đen vọt từ biển lên sắp phải đối đầu với hầu như toàn bộ lực lượng hiện đại của nhân loại, không biết nó có rõ những hiểm nguy mình đang chuẩn bị đương đầu không nữa. Thâm Hải Vương hiện tại đang ở danh ba đỉnh cao với bộ dạng ngổ đét, trông như một thần long trong truyền thuyết mà chuyện cổ tích dân gian hay kể. Mặt biển xung quanh nó đột ngột tối sầm, biển dập dề dấu hiệu hung hãn như sắp có biến gì đó lớn lắm. Quả nhiên tia sét từ khắp nơi trên không trung đánh ầm vào chỗ con Thâm Hải Long, nhấc bồng nó lên không trung tách ra khỏi mặt biển đang vì sấm sét mà dậy sóng ầm ầm. Nó lãnh một phát ba cú sét giáng xuống mà vẫn còn khỏe chán, há lớn miệng gầm lên thách thức. Đến đây đi thiên kiếp, ngày hôm nay ta nhất định phải đột phá lên danh 4, cho thêm 4 cái thiên kiếp nữa vẫn cứ là ok, bây giờ phe con người mà không xử nó thì còn đợi bao giờ nữa. Con dị thú đã lao người ra khỏi mặt nước trở thành mục tiêu hoàn hảo để tia laser bên phía Liên bang Hoa Hạ khóa chặt. Bên phòng tác chiến của họ cũng nhốn nháo cả lên, áp lực tăng cao hơn phòng công tác của tự do một chút. Vì tia laser chỉ có duy nhất một cái thôi, nếu đánh chật nhuệ khí của con người sẽ giảm xuống, bắn đi. Vệ tinh ngoài trái đất của Liên bang tự do phóng véo một cột laser sáng chói vào điểm đã được chọn trước đó, xuyên qua bầu khí quyển rạch mây mù, đang hứng chịu thiên kiếp khá ngon lành. Chợt Thâm Hải Vương thấy mây trên đầu của mình bị xuyên thủng, một thứ gì đó rẽ mây chui ra lóe lên một chút ánh sáng mặt trời. Nó trợn tròn con mắt chưa kịp hiểu gì, toàn thân đã tắm trong cột laser khổng lồ của Liên bang Hoa Hạ. Cái thân rồng gồng mình chịu đựng sức mạnh đốt cháy dị thú, nó thế mà liên tục gầm gào kiên quyết chống cự, hàm răng Thâm Hải Vương siết chặt lông và râu dựng đứng cả lên. Mắt nó trắng dã cho thấy cột sáng này không phải dạng vừa đâu. Chẳng rõ nếu so sánh laser và sấm sét thiên kiếp thứ gì hơn đây. Luồng sáng màu tím của Vưu Nhĩ đang băng qua đại dương rất nhanh đã gần tiếp cận đến nơi tia laser đang làm món rồng nướng. Anh ta mới xử xong dị thú vùng biển mới tới, không thể ngờ đã thấy tia laser của Hoa Hạ ở đó sẵn rồi. Xem ra tất cả mọi người đều rất sợ siêu phàm danh bốn đó được sinh ra, vũ khí gì cũng chơi tới. Mà vừa đồng ý Vưu Nhĩ quá, anh ta đang có một bộ sưu tập tên lửa linh lực mang theo mình bằng khống chế từ trường từ nãy đến giờ, rất thích hợp để cùng tham chiến. Gần trăm quả tên lửa linh lực vậy mà được một tay Vưu Nhĩ điều khiển ngon ơ, chúng được anh ta dàn ra san sát nhau chuẩn bị phóng xuống hợp lực với tia laser đánh chết con dị thú đang tiến cấp. Thâm Hải Vương đang chống cự tia laser, đột nhiên thấy rất nhiều luồng linh lực lạ đang áp sát mình. Khi nhìn lại bản thân đã trở thành đối tượng bị thủ tiêu, toàn bộ tên lửa linh lực đều đang nhắm vào mình. Ầm, véo, tiếng nổ liên tiếp vang lên trên mặt biển nhưng đạn linh lực vẫn cứ thế nối đuôi nhau lao vào ầm ầm. Mục tiêu không thấy đâu nhưng Vưu Nhĩ vẫn tiếp tục ném, chỉ cần mỗi viên làm chóc một mảng da con dị thú thôi là con người đã có cơ may. Còn đạn linh lực là Vưu Nhĩ còn cười sung sướng lắm, anh ta hất nhẹ tay đã khiến cả chục tên lửa bắn vào cùng một lúc. Biển xanh chẳng mấy chốc chỉ còn thấy ánh lửa cùng khói bụi mịt mù, tiếng ầm ầm rền vang mãi. Vưu Nhĩ tập trung hết lực để truyền được số tên lửa đến nơi chúng cần đến, chỉ đơn giản vì sóng linh lực của Thâm Hải Vương vẫn còn đó. Nó chưa chết được đâu, dội bom cỡ đó mà nó vẫn sống. Liên bang Hoa Hạ gấp rút cho vệ tinh laser tiếp tục nạp năng lượng, chuẩn bị phóng súng cùng ông bạn hàng xóm xử lý con rồng này. Chị tóc dài ra chiêu kiên quyết lắm, bất cứ giá nào cũng phải ngăn cản con dị thú kia lên cấp. Dội đi, dội bom, dội laser, dội cái gì cũng được, có gì dùng đó nhất định phải dồn nó vào chỗ chết. Thế là nòng laser lại phóng véo một lần nữa và mục tiêu đã được chỉ định. Liên bang Hoa Hạ cứ bắn cho đến chừng nào hết thì thôi. Hết thì họ lại nạp đạn bắn tiếp, từ xa nhìn lại chỉ thấy một thân rồng uốn éo trong cột sáng khổng lồ, tia laser đương nhiên có sức công phá lớn hơn hẳn. Tiếng gào rú khủng khiếp của Thâm Hải Vương vang vọng ba bề bốn phía, mặt biển dưới chân hất lên từng cột cao đến chục mét, đổ nước biển ào ào vào Vưu Nhĩ đang quan sát tình hình. Nhờ có kỹ năng điều khiển trọng lực độc đáo, anh ta có thể cưỡi không khí quan sát trận chiến. Nhưng sao hai bên liên bang đã dội bao nhiêu loại đạn rồi mà luồng linh lực của con thú kia chỉ có tăng chứ không có giảm vậy? Bởi vì Thâm Hải Vương còn sống, ánh mắt nó lóe lên đầy đe dọa qua lớp khói bụi cực kỳ trầm tĩnh gào một tiếng lớn. Khi xuất hiện hoàn toàn đã thay ra đổi thịt thành một con dị thú mấp mé danh bốn ngầu đét. Nhất định là cái tên con người này đã chỉ huy cho bao nhiêu loại đạn đến đánh mình. Thâm Hải Vương há miệng chúi về phía Vưu Nhĩ như đe dọa nhưng anh ta có sợ đâu. Vưu Nhĩ chỉ cảm thấy bực tức vì vũ khí con người không hề có tác dụng khỉ gì với cái tên trước mặt này, mà giờ đây chắc chắn nó sẽ phản công một khi phát hiện ra ta. Quả nhiên Thâm Hải Vương không nhiều lớn, há lo miệng bắn ra thẳng một cột linh lực sáng chói, định nướng chín đối thủ ra cho ngay trong một đòn. Vưu Nhĩ vọt tới đâu con rồng há miệng bắn cột sáng linh lực dí theo đến đó. Đám người liên bang xem tình hình trực tiếp chiếu về hoang mang, Vưu Nhĩ sống thì tốt nhưng chủ yếu là Thâm Hải Vương vẫn đang mạnh lên rất nhiều. Mục tiêu vẫn chưa bị tiêu diệt, linh lực vẫn đang tăng lên.
Khi thật cứ thế này nó sắp đột phá lên danh 4 mà nhân loại không thể cản nổi rồi. Chị ta nghiến răng ken két chửi khốn kiếp, phải dùng đến loại sức mạnh nào con người mới xé xác được nó ra đây. Đương lúc vùng biển khu Thâm Hải Vương đang cực kỳ hỗn loạn cách đó rất xa, nơi mặt biển chỉ bị ảnh hưởng nhẹ mà dập dềnh đôi chút, có một dị thú nào đó đang theo dõi trận chiến. Con rắn hư không sau khi đi khám phá mặt trăng chán chê, trồng hạt giống các thứ xong giờ đang cuộn một thân khổng lồ trên mặt biển. Nó ở đây cùng với cô gái trong lớp áo choàng đã được một lúc lâu, nghe báo Thâm Hải Vương chuẩn bị ăn đòn là hai chủ tớ đã ra hóng hớt rồi. Tiểu Thanh thì gọi chủ nhân, à chúng ta vẫn không lên giúp sao? Một mình Thâm Hải Vương đối phó với hai sức mạnh liên bang một lúc không phải chuyện dễ dàng, sợ là nó ngỏm trước khi lên danh 4 mất. Ngu Tử Du khét miệng chỉ bảo ngắn gọn, đừng vội vàng, để bọn họ đánh nhau một lát đã. Cô nhíu mày đưa ra giả thuyết lỡ nó đột phá thì sao, bọn họ sẽ không cản trở Thâm Hải Vương đột phá lên danh 4 củng cố lực lượng dị thú tốt lên. Nhưng Ngu Tử Du và cô đến đây là để thu phục đám hải thú, đáng lẽ phải cứu nó trong lúc dãy nãy khổ sở nhất để đem về giới chướng mới đúng chứ. Đột nhiên miệng con rắn há lớn, Ngu Tử Du đồng ý làm theo, vậy hãy để hư không chi xà này đi thăm dò thực lực đi. Hắn há lớn cái miệng bên trong đã hình thành cấu trúc hoàn toàn giống hệt một con rắn, đâu còn chút vết tích nào là từ rễ cây hóa thành. Đã kết thúc tập 198 đến 200 của bộ truyện tranh Chuyển Sinh Thành Cây Liễu Đột Biến rồi. Các đạo hữu, sư huynh, sư tỷ đừng quên cho tiểu muội một like, một subscribe kênh hoặc để lại bình luận bên dưới. Tiểu muội sẽ rất vui và xem đó là động lực giúp tiểu muội ra thêm nhiều video hơn nữa. Và các đạo hữu, sư huynh, sư tỷ nhớ ấn vào cái chuông để nhận thông báo video mới nhất được đăng trên kênh Nông Dân Mê Chuyện của tiểu muội nhé. Cảm ơn cả nhà, bye bye và hẹn gặp lại.